Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Mời hai cái to đây là mẹ nhà bố. Bố biết thân chỉ được tiếp rồi. Đây này, cái này là liền như này bác này. Ghép có tí này. Cổ chân đặc. Đây ghép này. Cổ chân đặc không được ghép. Đây đây. Này, cái chân ghép có tí này. Còn cái này thì nhất khoát là con nào nó phải ghép rồi. Đúng rồi, phải về gì rồi. Sơn có nghĩa là ghép, nhưng mà ghép sơn theo chất vàng dài con. Đây. Một con là trắng con đồ hồng. Giờ cái này nghĩa là đúng trong hợp đồng là cái này là một cước như này nha. Mình bảo không, cái làm nó không phải anh ở đây tôi bảo thôi thì làm cho các bác. Giờ thì cái này cầm đi ra này. Là tí người nào anh làm mà tôi mà cũng chết thì cũng phải khắc khắc đấy. Khắc ở đây. Khắc đây rồi 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 khắc sâu rồi chúng mình là có quét tạo thì sơn để vẽ sơn vào. Ờ, tức là cái giấy rồi cái sơn đây là người ta đi sơn đỏ này, thằng là cái chữ này người ta đi chữ trắng mà. Ờ, cho nó nổi nó nổi nguyện đúng không? Nguyện kia thì trinh nhỉ. Đoàn đoàn. Đấy, bác muốn khác là sao thì bác ghi ra cái tờ giấy. Bác ghi ra. Mỗi tóm lại là ba anh em thì trinh là trinh đoàn mất là mất 3/4 rồi. Thì còn có con cử xuyến có 10 triệu nữa thôi. Không không đủ rồi đấy ạ. À? Không. Nói rồi thì riêng anh em nhà nó là mất 3/4 rồi không hiểu à. Nhưng mà của nói mấy người là vẫn phải của mấy người. Ơi. Ừ đúng rồi. Nếu như con ngựa trắng thì của đua gia đình này. À. Khi tòa thứ trắng nó đi, không được nhầm. Nó biết cái trắng rồi này. Gia đình Nguyễn Đình Đoàn Trinh C1 là C1. Gia đình Nguyễn Đình Thái Trinh C1, đây là hai bố con ông là con người trắng. Còn hai gia đình này được chưa, là của bác cháu, đây là ông bác là biết ở trên. Gia đình Cường Chuyến C1 thì cái này đục nhanh như học nhá. Đó, còn bây giờ là coi như là anh em chưa có ký ấy, là đi tham quan được chưa, các như thế là nhà thờ và kể cả ngoài vườn của các nhà thờ người ta không để chữ Chuyến mà người ta chỉ biết tên vậy thôi. Đúng không? Thì coi như gắn vào đây xem là không tiến rồi chứ còn tiến nữa. Không tiến rồi. Không tiến thì nó trả sao. Khác thì khác mà chắc khác. Đấy. Nhưng mà không khác cái cúng tiến thì sợ nó lại vô lý là tự nhiên thì có cái tên gì. Sao cũng đấy. Không không, không tùy anh. Nếu nếu anh làm thì anh cúng tiến là nó chặt chẽ hơn. Chứ ở đây thì nó khác cái cúng tiến. Ừ, phải không? Đây đây. Nhưng mà viết tắt sự con này chứ anh nói điện cho bữa tôi nói lắm. Và cố gắng làm sao viết được lắm. Cho nó gọn đây này. Đừng đọc giám đốc mà người ta biết là gia đình. Miết đê là miết đình nhà tôi rồi. Này, ví dụ như cung thiết là C này, miết tự tiến. Và C tiến là thôi. C tiến là thôi. À, nhá. Ví dụ như biết cung tiến của cậu này. Được rồi, tôi viết C 100. Gia đình nhá. Con Hồng là của đôi này. Viết viết rồi cho chữ Hồng đi. Đây thôi. Đây, ông viết đây rồi. Đây, 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 đây là của, đây là hửa trắng của hai bố con ông này. Đây. Còn anh này là viết lên trên là vì để... Có nghĩa là Sơn. Sơn hồng trắng xong thì chăn vô cái mâm đông này đó người ta ăn đấy chưa. Sơn hai cái con người xong là phải bắt đầu với cái căn vô cái mâm đông này. Cái này là sơn xong bắt đầu cái tác phẩm cái màu cái này 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 không phải viết về đâu này. Một dòng thì sợ nó dài quá. Không dài mà. Không để trông nó xấu ấy. Xấu lắm. Đầy cái phiền sâu. Vì nó hai gia đình mà không viết liền được. Công